Xin chào tất cả các thành viên của VN News trên toàn cả nước. Hôm nay Mi được một cơ hội rất là vui khi mà có một buổi offline với các bạn như vậy. Các bạn rất là vui nhộn và Mi cũng cảm thấy cái tình cảm rất là ấm áp mà các bạn dành cho Mi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Và Mi chúc cho website của chúng ta VN News sẽ ngày càng phát triển và là một cái nơi cho tất cả những các bạn trẻ, những người rất là năng động, sáng tạo, có những hoạt động rất là vui nhộn và ngày càng phát triển hơn nữa, càng đông vui hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn chị. Có nhắc tường nữa.